Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo khi là năm đầu tiên quy định học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và tham gia xét tuyển đại học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến kỳ thi sẽ rút ngắn thời gian tổ chức thi từ 4 buổi như các năm trước xuống còn 3 buổi. Thay vì thi 6 môn, 3 môn bắt buộc và 3 môn thành phần trong tổ hợp môn tự chọn. Năm nay, thí sinh sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn. Được biết, các môn thi tự chọn có 2 môn lần đầu tiên được thi tốt nghiệp trung học phổ thông là tin học và công nghệ. Trước sự thay đổi này, học sinh các trường bày tỏ mong muốn cập nhật nhanh chóng những điều chỉnh mới về phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển trong tuyển sinh đại học, qua đó chủ động trong học tập và chuẩn bị phương án phù hợp, đáp ứng với những thay đổi mới theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Câu hỏi được học sinh đặt ra nhiều nhất là xét tuyển học bạ còn được áp dụng hay không và chỉ tiêu giữa các phương thức sẽ như thế nào. Nhiều chuyên gia các trường đại học, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thừa nhận điểm hạn chế của phương thức xét tuyển sớm, nhất là phương thức xét tuyển bằng học bạ. Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định xem xét toàn diện, có thể gia tăng một số khung, chế tài để điều tiết tuyển sinh năm 2025, sớm có dự thảo hướng dẫn theo hướng đơn giản hóa, bảo đảm chất lượng, công bằng cho thí sinh. Tại văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025, đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương hoàn thiện và công bố kịp thời các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 trở đi, nhằm tạo điều kiện cho học sinh lớp chủ động chuẩn bị kiến thức, tinh thần và định hướng nghề nghiệp sớm.